Anh tính có bà đấy nhá. Vâng. Rồi, anh hỏi từ vào bài Life Event trước này. Rồi, kỳ thi. Exam. Sự kiện. Event. Sự kiện trong đời. Live event. Lớp. Grade. Nhà trẻ. Kindergarten. Trường tiểu học. Primary school. Trung học. Trung học. Secondary school. Phổ thông. High school. Thăng chức. Promote. Tốt nghiệp. Graduate. Nuôi. Raise. Chết. Die. Chuyển. Move. Về hưu. Retire. Sinh ra. Be born. Lớn lên. Be raised. Vào mẫu giáo. Enter kindergarten. Vào lớp 1. Enter first grade. Chuyển đến thành phố. Move to the city. Đi học đại học. Go to university. Tốt nghiệp đại học. Graduate from university. Thăng chức. Được gì? Be promoted to something. Mua nhà. Buy a house. Về hưu năm 30 tuổi. Retire us. Năm 60 tuổi hay năm bao nhiêu tuổi? Năm 60 tuổi. Retire at 60. Đem lòng yêu ai? Fall in love with somebody. Cưới ai? Get married to somebody. Ừ, ok. Có con? Have a baby. Okay. Anh chữa bài này. Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo. I was born and raised in a poor village. Sau đó tôi vào mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở. Then I entered kindergarten, first primary school, secondary school. Trường phổ thông của tôi xa nhà nên tôi ở trọ ngày mai. Cái này của tôi, trường phổ thông. High school is far from my home, so I must trọ, stay. Cái này là nhà trọ theo kiểu là chỗ mình đến thì mình ở trọ một hai đêm. Ngày xưa nó dùng từ in nhưng bây giờ người ta không ai dùng từ in nữa. Nhà trọ này kiểu mình đi xa xong rồi mình vào một cái nhà trọ nào đấy mình ở một đêm, người ta sẽ dùng chữ in này. Đây là một cái khách sạn nhỏ mà mình nhà trọ thì đâu phải là ấy đúng không? Đó. Nên là cái khi mà em thuê trọ ấy, thì là em rent a house, I must rent a house. Tôi cố gắng vượt qua kỳ thi để vào đại học. I try to pass the exams to enter university. I move to the cái gì đấy? Tôi chuyển đến thành phố năm tôi 18 tuổi. I move to the city. Cái đoạn đấy em nghĩ là em sai. Từ năm 18 tuổi. Không, cái này là khi tôi 18 tuổi. Từ khi tôi 18 tuổi. Cái đấy là quá khứ tiếp diễn anh nhỉ? Không, đúng. Không có đang đâu. Ý mà hoàn thành hả? Không, ý là nó diễn ra trong quá khứ rồi nó vẫn tiếp tục đến thời điểm hiện tại.
Thì nó em chả biết là chia chia cho vào cái thì cái gì. gì nhỉ? Bây giờ mà em phải lưu ý hành động của em, hành động nếu mà sống ở Hà Nội từ năm 18 tuổi thì được. Nhưng mà hành động chuyển thì nó không phải là hành động nó kéo dài suốt từ năm 18 tuổi đến bây giờ, đúng không? Hành động chuyển đấy nó chỉ diễn ra vào cái Chuyển lúc xong đấy rồi nó kết thôi. thúc luôn vào thời điểm năm 18 tuổi, Ờ, thế chuyển nên là em chỉ dùng quen được thôi chứ không dùng xin. when I was Nhưng mà 18. giờ lại có lẻ một cái quá khứ ở đây. Cả những cái này là quá khứ mà không quá khứ, nhưng riêng cái năm 18 tuổi lại là quá khứ, làm sao được. Thôi quen anh em đi, đã hiện tại thì hiện tại hết. Sau khi tốt nghiệp đại học, ôi dồi ôi, cũng như bao người khác cả. Cũng như bao người khác, tôi tìm một công việc là after I graduate from university, I look for a job to make money as well as cũng như Cũng as như well dùng SOS đúng không anh? as. Về mặt nghĩa thì nó là đúng là cũng như đấy. Nhưng mà gì nhỉ? Thế có cái cụm từ cũng như bao người khác nào mà cần phải nhớ không anh? Không. Cái gì nhỉ? Nó Nó chỉ cụm cần từ like nào? other people thôi, không gì mà cần phải dùng những cái phức tạp thế. Like Like other people, many other cũng được, nhưng mà other này cũng được. Other hoặc others hoặc other people. Tôi đã thay đổi khá nhiều việc cho đến khi tôi đã đổi khá nhiều việc cho đến khi tôi có được công việc hiện tại là I have changed quite a few, đúng cũng được, khá nhiều, quite a few cũng được. Thế là cái này em chỉ cần I have changed my job many times. Thế là tôi đã thay đổi công việc của mình nhiều lần thì nó sẽ dễ hơn. I have changed my job này. Đó. Many times. Until I get quá khứ. I get cái công việc hiện tại đúng không? Hiện tại công việc em đang làm the recent job em sao vậy? Tôi vừa được thăng chức lên trưởng nhóm. I am just promoted. Được. Thực ra cái từ just này vừa mới là chuyên dùng cho hoàn thành. Nhưng mà thôi, cho hiện tại cũng được, giống như tiếng Mỹ đi. I just promoted to mấy có mấy team leader. Một trang. Thế thì duy nhất thì lúc nào chả phải có the. Cái nào duy nhất cũng có the thôi. Việc này là duy nhất, hiện tại em có một việc thôi chứ em gì có việc khác đâu. The team leader duy nhất, the với mặt trăng mặt trời duy nhất, the hết, nó là duy nhất, thế nên luôn được xác định, làm gì có nhầm với người khác đâu, nên là luôn được xác định nhiều có thơ. Tôi dự định sẽ mua nhà vào cuối năm nay là ai dự định là anh intend thôi. Cái động từ nguyên thể có tu này nó là bản thân, nó có nghĩa tương lai rồi nên không cần phải dùng hộ sẽ dự định. Tôi dự định sẽ mua là to buy, nó hoàn toàn nó diễn đạt được cái nghĩa sẽ rồi, bởi vì là động từ nguyên thể có tu thường nó diễn đạt được cái việc chưa xảy ra. Ví dụ tôi muốn anh ở lại là I want you to stay chẳng hạn thì đã sẽ lại đâu, tương lai mới ở lại mà đó. Hoặc là gì nhỉ, hoặc là kế hoạch của tôi là mua một ngôi nhà mới là my plan is to buy, thì cái to buy đấy nó đã xảy ra đâu, nên là hoàn toàn động từ có thể của tôi có diễn đạt được nghĩa sẽ trong tương lai, không cần dùng will. To buy a house cuối năm nay là at the end of something nhá, at the end of this year. Cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. I feel satisfied with my reason. Sao lại gần đây? Reason này là gần hiện tại. My present. Present. Em có bị nhầm tưởng không? Không, Present em em là hiện tưởng tại. từ reason, em tưởng reason là hiện tại. The reason là từ gần đây, recently, Ở từ trên. trên cái từ reason job thì lại đúng rồi. Đâu? Anh tưởng từ current. I Ôi giời. get. Anh đọc anh tưởng là từ current, sao lại em dùng từ reason? Em Nó cứ đâu tưởng phải từ hiện đấy là hiện tại. hiện tại là present, còn Present. công việc với công việc hiện tại của tôi thì em có hai từ, từ thứ nhất là từ current, 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 hai từ hai là present. Hai từ này đều Dùng ứng với hiện tại. current đi. Anh Cho cho nó là khác current lên đi. đây nhé. Vâng. Okay. Rồi, ngon thành. Bài này chắc phải lấy hai lần.
đọc ra này. Ta quên nghe cho anh. I was born and raised in a poor village. Then I entered kindergarten, primary school, secondary school. High school is far from my home, so I must rent a house. I try to pass the exams to enter university. I moved to the city when I am 18 years old. After I graduate from university, I look for a job to make money like others. I have changed my job many times till I get the current job. I am just promoted to the team leader. I intend to buy a house at the end of this year. I feel satisfied with my present life. I was born and raised in a poor village. I was born and raised in a poor village. Then I entered kindergarten, primary school, secondary school. Then I entered kindergarten, primary school, and secondary school. High school is far from my home, so I must rent a house. High school is far from my home, so I must rent a house. I try to pass the exams to enter university. I try to pass the exam to enter university. I moved to the city when I am 18 years old. I moved to the city when I am 18 years old. After I graduate from university, I look for a job to make money like others. After I graduate from university, I look for a job to make money like others. I have changed my job many times till I get the current job. I have changed my job many times till I get the current job. I am just promoted to the team leader. I am just promoted to the team leader. I intend to buy a house at the end of this year. I intend to buy a house at the end of this year. I feel satisfied with my present life. I feel satisfied with my present life. I was born and raised in a poor village. I was born and raised in a poor village. Then I entered kindergarten, primary school, secondary school. High school is far from my home, so I must rent a house. I try to pass the exams to enter university. I moved to the city when I am 18 years old. After I graduate from university, I look for a job to make money like others. I have changed my job many times till I get the current job. I am just promoted to the team leader. I intend to buy a house at the end of this year. I feel satisfied with my present life. I was born and raised in a poor village. Then I entered kindergarten, primary school, secondary school. High school is far from my home, so I must rent a house. I try to pass the exams to enter university. I moved to the city when I am 18 years old. After I graduate from university, I look for a job to make money like others. I have changed my job many times till I get the current job. I am just promoted to the team leader. I intend to buy a house at the end of this year. I feel satisfied with my present life. Where were you born and raised? I was born and raised in a poor village. Where were you born and raised? I was born and raised in a poor village. Câu này khó hỏi. Khó thật sự luôn, không biết hỏi kiểu gì. Where did you study
không phải. Hỏi điều gì nhỉ? À, ok, được rồi. What did you study in the village? What do you study? Chứ bài này dùng hiện tại. What do you... Đó là gì? Then I enter kindergarten, primary school and secondary school. What do you study in the village? Then I enter kindergarten, secondary school and primary school and kindergarten. Then I enter kindergarten, primary school and secondary school. Where were you born and raised? I was born and raised in a poor village. Where were you born and raised? I was born and raised in a poor village. What do you study in the village? Then I enter kindergarten, primary school and secondary school. What do you study in the village? Then I enter kindergarten, primary school and secondary school. Why must you rent a house at high school? High school is far from my home, so I must rent a house. Why must you rent a house at high school? High school is far from my home, so I must rent a house. Okay. Why did you try to pass the exams? I tried to pass the exam to enter university. Why did you try to pass the exam? I tried to pass the exam to enter university. Why must you rent a house at high school? High school is far from my home. So I must rent a house. Why must you rent a house at high school? High school is far from my home, so I must rent a house. Why did you try to pass the exam? I tried to pass the exam to enter university. Why did you try to pass the exam? I tried to pass the exam to enter university. Where were you born and raised? I was born and raised in a poor village. What do you study at in your village? Then I enter kindergarten, primary school and secondary school. Why did you rent a house at high school? High school is far from my home, so I must rent a house. Why do you try to pass the exams? I try to pass the exam to enter university. Okay. When do you move to the city? I moved to the city when I am 18 years old. Why do you move to the city? I moved to the city when I am 18 years old. What do you do after you graduate from university? After I graduate from university, I look for a job to make money right after.
What do you do after you graduate from university? After I graduate from university, I look for a job to make money like others. Okay. When do you move to the city? I moved to the city when I am 18 years old. When do you move to the city? I moved to the city when I am 18 years old. What do you do after you graduate from university? After I graduate from university, I look for a job to make money like other. Câu này khó hỏi. Do you change your job? I have changed my job many times till I get the current job. Do you change your job? I have changed my job many times till I get the current job. What do you do? What are you just promoted to? I am just promoted to the team leader. What are you just promoted to? When I am just promoted to the team leader. What do you intend to do at the end of this year? I intend to buy a house at the end of this year. What do you intend to do at the end of this year? I intend to buy a house at the end of this year. How do you feel with your present life? I feel satisfied. Satisfied. I feel satisfied with my present life. What are you just promoted to? I am just promoted to the team leader. What are you just promoted to? I am just promoted to the team leader. What do you intend to do at the end of this year? I intend to buy a house at the end of this year. What do you intend to do at the end of this year? I intend to buy a house at the end of this year. What I'm doing the house balance. What I'm doing the house balance thêm ép vào. House. What do you intend to do at the end of this year? I intend to buy the house at the end of this year. How do you feel with your present life? I feel satisfied with the present life. How do you feel with your present life? I feel satisfied with present life. With my present life. With my present life. Okay. All right, 5 câu này. When do you move to the city? I moved to the city when I am 18 years old. When do you move to the city? I moved to the city when I am 18 years old. Okay. Tiếp theo là cái gì? What do you do after you graduate from university?
After I graduate from university, I look for a job to make money like other. What are you just promoted to? I am just promoted to the team leader. How do you promoted to the team leader? What do you intend to do at the end of this year? I intend to buy a house at the end of this year. How do you feel with your present life? I feel satisfied with my present life. Okay. Anh ở lại tất cả các câu này. Where were you born and raised? I was born and raised in a poor village. What do you study in the village? When I entered kindergarten, primary school, and secondary school. Why must you rent a house at high school? High school is far from my home, so I must rent a house. Why do you try to pass the exams? I to pass the exam to enter university. To enter university. When do you move to the city? I moved to the city when I am 18 years old. What do you do after you graduate from university? After I graduate from university, I look for a job to make money like other. What are you just promoted to? I am just promoted to the team leader. What do you intend to do at the end of this year? I intend to buy a house at the end of this year. How do you feel with your present life? I feel satisfied with my present life. Kể chuyện anh em. I was born and raised in a poor village. Then I entered kindergarten, primary school, and secondary school. High school is far from my home, so I must rent a house. I try to pass the exam to enter university. I go to the university when I am 18 years old. After I graduate from university, I look for a job to make money like other. I am just promoted to the team leader. I intend to buy a house at the end of this year. I feel satisfied from present life, my present life. With my present life. I was born and raised in a poor village. Then I entered kindergarten, primary school, and secondary school. High school is far from my home, so I must rent a house. I try to pass the exam to enter university.
I moved to the city when I am 18 years old. After I graduate from university, I look for a job to make money like others. I am just promoted to the team leader. I intend to buy a house at the end of this year. I feel satisfied with my present life. Ok, anh hỏi lại các câu này. Well, were you born and raised in the city? Cái gì anh? Were you born and raised in the city? No, I wasn't. Where were you born and raised? I was born and raised in a poor village. Is your village big or small? My village is small. So where do you study at primary school? I study at primary school in my village. In my village. In my village. Do you study high school in your village? No, I study high school at home. I study high school. Nói nào ta? Ở cách xa nhà. Far from my home. Far from my home. I study high school far from my home. Okay. So far from my home. How do you go to How do you study at high school? How do you study? How do you study at high school? Cái nhà ấy. How do you study? I moved rent a house. So, start school. Do you often visit your family when you study far from your home? I often visit my family on weekend. On weekend. Do you study well at high school? Yes, I do. What do you always try to do at high school? I try to pass the exam. Why do you always try to pass the exam? I try to pass the exam to enter university. When do you enter university? I enter university when I am 18 years old. So 18 years old. Do you study well at university? I do. Yes, I do. When do you graduate from university? I graduate from university when I am 22 years old. 22 years old. So
22 years old. Do you look for a job after you graduate from university? I look for a job after I graduate from university. Can you get a job easily? Yes, I can. So, do you often change your job? I have changed my job many times. Change your job many times. When do you get your current job? I get the current job năm nào cũng được. Em định nói là đầu năm nay, đầu năm mà sao anh? At the beginning of, nó sẽ ngược lại với at the end of. At the beginning à? At the beginning of. I get the current job at the beginning of this year. How do you feel with the job? I feel quite satisfied. So, do you still want to change your job now? Yes, I do. What you just promoted to? Because I hate my boss. Okay. What do you intend to do at the end of this year? I intend to buy a house at the end of this year. So, do you want to buy a house or you want to buy an apartment? I want to buy an apartment. Is it easy to buy a house in the city? Yes, it is. What? Mua nhà thành phố dễ thế cơ. Okay. Thế là muốn mua nhà nhưng mà chỉ có đủ điều kiện để mua một cái căn hộ thôi. Thế anh hỏi is it easy to buy a house cơ mà. À buy easy. Apartment. Easy. Em nghe easy cổ. Em lại nghe. It is. Is it? Is it easy to buy a house in the city? No. Not easy. No, it isn't. Okay. Rồi. So what do you intend to do after you buy a house? I intend fall in love with somebody. Okay. Poor you, thật là tội nghiệp. Phải intend to fall in love với khổ. Nghe như kiểu em dự định sẽ yêu ai đó. Fall in love này đấy. Không không. Yêu lại dự định có have a baby thì chết dở. Gì nhỉ? Fall in love chứ không phải I love somebody chứ không phải fall in love. Fall in love là kiểu em dự định đem lòng yêu ai đó. Đem lòng yêu ai mà phải dự định. Nghe thật là vất vả. Ok. Rồi sang bài tiếp theo đi. Bài tiếp theo là get sick. Ok. Ốm đau tí nào. Sốt, à bị sốt. Have a fever. Bị đau đầu. Have a headache. Mắc bệnh. Mắc bệnh. Catch a disease. Đi khám bác sĩ. See a doctor. Okay. Triệu chứng. Symptom. Virus. Virus.
Bị cúm. Bị cúm. Ông bị cúm. Have flu. Ừ, have flu. Điều trị. Điều trị. Sự điều trị. Sự điều trị là treatment. Được điều trị. Get treatment. Ok. Lây nhiễm. Lây nhiễm. Infect. Ho. Cough. Khỏi bệnh. Khỏi bệnh gì ạ? Recover from. Recover. Recover from something. Ok. Chảy nước mũi. Chảy nước mũi là running nose. Tắc mũi. Blocked nose. Blocked nose. Blocked nose. Ok. Ốm. Get sick. Bị ốm. À, ốm là sick. Get sick là bị ốm là get sick. Cái ốm này nó có hai trường hợp nhé. Là get sick với be sick nhé. Tức là khi mình chuyển từ khỏe sang ốm thì chúng tôi get. Thì get cũng là bị. Nó chỉ sự thay đổi trạng thái. Còn khi mà mình gì nhỉ? Mình ốm hẳn rồi ấy, thì người ta sẽ dùng I am sick. À, tức là tôi bị ốm. Lúc mình từ khỏe sang ốm thì mình I get sick. Rồi, ok. Let's see. Xem bài viết nào. Tôi bị sốt, ho và đau đầu. I have a fever, cough and a headache. Okay. Mẹ tôi bảo là tôi có triệu chứng cúm nên tôi đi khám bác sĩ. My mother said that I have a flu system symptoms, so I see a doctor. Có khá nhiều bệnh nhân giống tôi. There are, cái nãy là quite a lot, đúng không nhỉ? Cái nãy là quite a lot à? Quite a few. Và em dùng quite a few đúng không? Vâng. Quite a lot. Quite a few thì đúng hơn. Anh không biết là quite a lot có được không? Được. Từ đấy là em dịch đấy. À thế à? Ok. Em dịch dùng người á. Quite a lot people. Thì anh tra xem cái từ khá nhiều thì từ này nó có khá nhiều cách khác nhau. Xem nó dùng những cách diễn đạt nào. Xem mấy cái từ điển này cha còn chả thấy cái gì nữa này. À, còn thua. Rồi dùng quite a lot nhé, quite a lot là quite a few. Còn anh không, anh chắc quite a few, còn a lot thì anh không biết. Bên này people thì là số nhiều sẵn rồi nên là không cần phải dùng cái mét nữa nha. Person là số ít, people là số nhiều. Cái người mắc bệnh thì chính là bệnh nhân ấy. Châu này chị em có khá nhiều bệnh nhân như tôi chứ cần gì phải. Người mắc bệnh như tôi. Ok, quite people. Là những người mà mắc bệnh, đây là bệnh thì tính ngữ chứ không phải là động từ nguyên thể của tu. Có rất nhiều người mà mắc bệnh như tôi. Who catch? Who catch? Who catch the disease like me? Thực ra cái này không phải ơ nhé, bởi vì cái bệnh này là bệnh, nhưng mà chưa biết là bệnh gì, còn đang chờ khám đúng không? Biết là mắc bệnh. Rồi, một số người đang được điều trị và chữa bệnh tại đây. Là xăm, làm sao A mới ghét được, đã có ghét rồi cần A gì nữa. Em dùng động bị động thì em xăm A chít tật. Còn nếu dùng ghét treatment thì nó là PT tân trực luôn, không cần nữa. A ghét treatment. Còn nếu em dùng cái này là Q này được chữa trị thì em dùng VT rồi thì em phải dùng bị động ở hai bên thì cho nó cân. Còn không câu này em cũng phải dùng bị động. Về Q này là chữa trị thì nó là VT, ví dụ bác sĩ chữa trị cho em ấy thì đấy là VT. Còn đây em đang dùng được chữa trị đúng không? Em dùng bị động cả hai bên thì anh sẽ dùng là sum a treated, dùng bị động and cured. Yeah. Đó, thế mới được. Một số khác thì tới thì tái khám là other come to re-examine. Bác sĩ nói rằng nguyên nhân gây bệnh. Cái bác sĩ này là cái bác sĩ khám cho mình ấy hả? Vâng. Đã xác định the doctor. Đấy, the doctor. The doctor.
Doctor said that nguyên nhân do lây nhiễm virus kiến. Đây là câu hả? Động từ câu đó. The reason by lây nhiễm. Infect, infect có phải động từ không? Vậy là động từ nhưng em dùng cái này infect virus này thì là nhiễm virus này thì sau này là sau bài là cái kiểu gì đấy? By virus. By virus. Nguyên nhân do lây nhiễm virus, nguyên nhân của bệnh là gì? The reason lây nhiễm bởi virus. Đây, từ từ. Cái nguyên nhân mà bị lây nhiễm. Hay dùng cause trong từ của Anh có từ nguyên nhân ấy. À gây ra. Gây ra là cause. Nếu mà the cause of the disease, cái nguyên nhân của bệnh thì được, nhưng mà cause reason thì từ nào cũng được. Vấn đề là cái nguyên nhân bây giờ anh đang dùng, muốn tạo câu thì tạo như nào này? Sẽ rất xảy ra là do nhiễm virus. Thế thì cái này phải dùng như này. Nhưng mà thôi, câu này anh sẽ đổi thành một câu dễ hơn nhé. Còn câu của em thì nó phải như này. Là is because of. Because of là vợ bởi. Virus infection. Em phải dùng thế này mới đúng. Danh từ này nó mới đúng. Đây là dấu cũng danh này. Đó. Đây là VL này. Câu của em thì em hoàn toàn có thể biến đổi thành này. I am infected. Tôi bị nhiễm, được chưa? By flu virus chẳng hạn, những virus cúm. Đó. Đề kháng của tôi khá tốt và tình trạng bệnh không nghiêm trọng. Là my resistance is quite good and tôi thêm từ my vào đây nữa đi, đỡ cụt. My health condition isn't serious. Okay. The doctor, bác sĩ kê đơn thuốc cho tôi để uống thuốc ở nhà. Là my doctor prescribed for me to take medicine at home. Okay. Tôi bây giờ tôi chỉ chóng mặt và chảy nước mũi là I am just diseased. And block nose này là block nose là danh từ. Nếu mà em có hai cách, nếu cách đầu tiên em diễn đạt là my nose is block thì được. Đó. Còn nếu không em dùng I am này là I am block nose, tôi là cái mũi bị tắc, không được. Cách thứ hai là I have a block nose. Có một cái mũi bị tắc. Đó thì mới được. Còn không là my nose is block, em chọn thế nào chọn nhá. Chọn này chọn kia, have hay là dùng my nose. Tôi hy vọng ngày mai tôi sẽ khỏi ốm. I hope I will recover from sickness tomorrow. Ok, rồi. Anh ơi, sao cái từ hắt hơi là động từ mà chóng mặt thì lại là tính từ? Hắt hơi là hành động, chóng mặt là trạng thái. Chảy ra cũng là trạng thái. Đấy là bị chảy ra, nó có thêm từ y rồi, nó là bị chảy ra rồi. Nó chỉ mô tả tình trạng. Mấy nhiều từ nó do từ điển nó quyết định, không hẳn là do ý nghĩa nó quyết định đâu. Trừ khi những cái từ nó khác nhau hoàn toàn, mình có thể phân biệt, có những từ khó phân biệt lắm. Ví dụ như từ đói ấy, nhiều người cứ nghĩ nó là động từ đúng không? Vâng. Thực ra là từ đói nó cũng có động từ luôn nhé. Đây này. Ví dụ từ này là từ động từ này. Đây là động từ, nó đói cồn cào. Nó là vị y đây. Nhưng mà riêng tính từ từ đói này, hungry nó lại là tính từ. Đấy. Nên là đói mình không thể xác định được rõ nó là hành động hay nó là trạng thái. Em phải theo từ đó, dùng hungry thì phải dùng tính từ, còn star kia thì phải dùng động từ. Vâng. Và anh đào cái này về cho tôi thao lại. Rồi, nghe nhá. I have a fever, cough and headache. My mother says I have flu symptoms, so I see a doctor. There are quite a lot of people who catch a disease like me.
Some are treated and cured here. Other come to re-examine. The doctor says that I am infected by flu virus. My resistance is quite good and my health condition isn't serious. The doctor prescribed for me to take medicine at home. I am just dizzy and have a blocked nose now. I hope I will recover from sickness tomorrow. I have a fever, cough, and headache. I have a fever, cough, and headache. My mother says I have flu symptoms, so I see a doctor. My mother says I have a flu symptom, so I see a doctor. There are quite a lot of people who catch a disease like me. There are quite a lot of people who catch a disease like me. Disease like me. Some are treated and cured here. Some are treated and cured here. Other come to re-examine. Other come to re-examine. The doctor says that I am infected by flu virus. The doctor says that I am infected by flu virus. My resistance is quite good and my health condition isn't serious. My resistance is quite good and my health condition is not serious. The doctor prescribed for me to take medicine at home. The doctor prescribed for me to take medicine at home. I am just dizzy and have a blocked nose now. I am just dizzy and have a blocked nose now. I hope I will recover from sickness tomorrow. I hope I will recover from sickness tomorrow. I have a fever, cough, and headache. My mother says I have flu symptoms, so I see a doctor. There are quite a lot of people who catch a disease like me. Some are treated and cured here. Other come to re-examine. The doctor says that I am infected by flu virus. My resistance is quite good and my health condition isn't serious. The doctor prescribed for me to take medicine at home. I am just dizzy and have a blocked nose now. I hope I will recover from sickness tomorrow. I have a fever, cough, and headache. My mother says I have flu symptoms, so I see a doctor. There are quite a lot of people who catch a disease like me. Some are treated and cured here. Other come to re-examine. The doctor says that I am infected by flu virus. My resistance is quite good and my health condition isn't serious. The doctor prescribed for me to take medicine at home. I am just dizzy and have a blocked nose now. I hope I will recover from sickness tomorrow. I have a fever. Bài toàn từ mới thôi. How do you feel today? I have a fever, cough, and headache. How do you feel today? I have a fever, cough, and headache. What does your mother say? My mother say I have flu symptoms, so I see a doctor. What does your mother say? My mother say I have flu symptoms, so I see a doctor. Okay. How do you feel today?
I have a fever, cough, sốt, đau đầu, a headache. How do you feel today? I have a fever, cough, and headache. Headache. What does your mother say? My mother say, I have a symptom. I have flu symptom, so I see a doctor. What does your mother say? My mother say, I have flu symptom, so I see a doctor. Who are there at the doctors? Who are there at the doctors? At the doctor. At the doctors, anh phải ép cái nhé. Phải ép cái đấy nó hay là ở chỗ bác sĩ. Ở chỗ bác sĩ. Chỗ nào đấy người ta hay phải. Phải ép của cái nghề đấy. There are quite a lot people who get a disease like me. Who are there at the doctor? There are quite a lot of people who catch a disease, like me. Okay. Who are cheated and killed here? Some are cheated and killed here. Who are cheated and killed here? Some are cheated and killed here. Okay. Who are there at the doctors? There are quite a lot of people. Who are there at the doctors? Who sound like me. Cat a disease like me. Who are there at the doctor? There are quite a lot of people who catch a disease like me. Who are cheated and killed here? Some are cheated and killed here. Who are cheated and killed here? Some are cheated and killed here. Okay. Bốn câu này. How do you feel today? I have a fever, cough, and headache. How do you feel today? I have a fever, cough, and headache. Okay. What does your mother say? My mother say I have flu symptoms, so I see a doctor. Who are there at the doctors? There are quite a lot of people who disease like me. Who are cheated and killed? Here. Some are cheated and killed here. Okay. What does the doctors? No. Ôi, thêm một câu nữa thì. What do others thêm ép nhé, những người khác nhé. What do others come here for? Others come to re-examine. What do other comes here for? Others come to re-examine. Okay. What does the doctor say? The doctor say that I am. Says, say them at the doctor says. Say. Say that. Say thêm S, người ta đọc là says. Says. Say. Say. Anh nhớ rồi. Sao dùng nhiều, nó nhớ gì đâu. The doctor says that
I am infected by flu virus. Okay. So what do other comes here for? Other come to re-examine. What do others come here for? Other come to examine. Okay. What does the doctor say? The doctor said that I infected by flu virus. What does the doctor say? The doctor says that I am infected by flu virus. Flu virus. Okay. How is your Why is your health condition isn't serious? Cái này đáng ra cái sông đúng nhỉ? Sức đề kháng của tôi tốt nên tình trạng sức khỏe thôi thôi. Hai câu này nó đồng đập với nhau. Sức đề kháng khá tốt và tình trạng không nghiêm trọng. So my health. So được ngại, đổi ending so đi. My resistance. Sức đề kháng của tôi khá tốt nên tình trạng sức ở sâu thì hay hơn đúng không? Why is your health? Why isn't your health condition serious? Why isn't your health condition serious? My resistance is quite good, so my health condition isn't serious. Why isn't your health condition serious? My resistance is quite good. My resistance is quite good. So my health condition isn't serious. Serious. Okay. What does do you cheat at home? Do you cheat flu at home or in the hospital? The doctor prescribed for me to take prescribed. The doctor prescribed for me to take medicine at home. Why does the doctor flu at home or in the hospital? The doctor prescribed for me to take medicine at home. So why isn't your health condition serious? My resistance is quite good, so my health condition isn't serious. Why isn't your health condition serious? My resistance is quite good, so my health condition isn't serious. Isn't serious. Okay. Do you cheat flu at home or in the hospital? The doctor prescribed. The doctor prescribed. To take medicine at home. Does the doctor do you cheat flu at home or in the hospital? The doctor prescribed for me to take medicine at home. Okay. Medicine at home. 4 câu. What do other comes here for?
are the come to re-examine. What does the doctor say? The doctor say, I am infected. I am infected by flu virus. Okay. Why isn't your health condition serious? My resistance is quite good, so my health condition isn't serious. Serious. What do you treat flu at home or in the hospital? The doctor prescribed for me to take medicine at home. Okay. Hai câu cuối. How do you feel now? I am just dizzy and have a blocked nose now. How do you feel now? I am just dizzy and have a blocked nose now. Okay. What do you hope? I hope I will recover from sickness tomorrow. What do you hope? I hope I will recover from sickness tomorrow. Okay. How do you feel now? I am just dizzy and have a broken nose now. How do you feel now? I am just dizzy and have a broken now. Broken nose now. Broken, yeah. Broken to đấy. Blocked. Còn không có cần thiết thì đâu. Blocked. Blocked nose. Blocked nose now. Okay. So what do you hope? I hope I will recover from sickness tomorrow. Okay. Rồi, anh hỏi lại tất cả các câu này. How do you feel today? I have a fever, cough, and headache. What does your mother say? My mother say, I have. My mother says, I have flu symptom, so I see a doctor. Okay. What? Who are there at the doctors? There are quite a lot of people who have a disease like me. Catch a disease like me. What are who are treated and cured here? Some are treated and cured here. What do others come here for? Others come to re-examine. What does the doctor say? The doctor says that I. Tôi. I am infected by flu virus. Infected by flu virus. So còn một câu gì nữa điều trị ở nhà nhỉ? Why isn't your health condition serious? My resistance
is quite good, so my health condition isn't serious. Okay. What do I do? You treat flu at home or in the hospital? The doctor prescribed for me to take medicine at home. How do you feel now? I am just dizzy and have a blocked nose now. What do you hope? I hope I will recover from sickness tomorrow. Okay, chuyện anh nghe nào. Chết rồi. Sao mà chết, bài này ngắn. Ngắn nhưng mà cần từ khó nhớ thôi. I have a fever, cough and a headache. My mother said that I have flu symptoms, so I see a doctor. There are quite a lot of people who catch a disease like me. Some are treated and cured here. Other come to re-examine. The doctor said that I am infected by a flu virus. My resistance is quite good, so my health condition isn't dangerous. Dangerous? Dangerous. Serious? Serious? Nguy hiểm. Is serious. I am just. Không phải. The doctor prescribed for me to take medicine at home. I am just dizzy and have a broad nose now. I hope I will recover from sickness tomorrow. Rồi. Lần nữa nào. I have a fever, cough, and headache. My mother said that I have flu symptoms, so I see a doctor. There are quite a lot of people who catch a disease like me. Some are treated and cured here. Other come to re-examine. The doctor say that I am infected by flu virus. My resistance is quite good, and my resistance is quite good, so my health condition is not serious. The doctor prescribed for me to take medicine at home. I am just dizzy and have a blocked nose now. I hope I will recover from sickness tomorrow. Rồi, anh hỏi một số câu này. How do you feel today? I feel tired. Okay. So, do you have a headache? Yes, I do. Why do you have do you have a cough? Yes, I do. When do you feel, when do you have a headache and have a cough? I feel
I have a fever, cough, and headache today. I know, but when? When in the morning now? Or after you go home from work or go to school? You don't go to school, so I think you have a headache after you go home from work. Well, now. I have a headache at my company. Okay, at my company. So, do you tell your mother that you doesn't feel okay? You tell mother that. Do you tell mother that you don't feel okay? Yes, I know I don't. So why does your mother tell you to? Why does your mother say that you have flu symptoms? Why does she know? Because I tell her. Thế mà vừa nãy hỏi có bảo mẹ không mà không bảo. À, anh có lỗi, anh hỏi có bảo với mẹ là em ổn không mà. Cái gì ok đấy. Em không ok thì là em không bảo còn gì. Em có bảo với mẹ em là em không ổn không? À thế à? Not ok chứ có phải ok đâu. Em nghe là có bảo với mẹ là em ổn không? Em Not ok. Thì rõ ràng là em không ổn. Lại đi. Do you tell the mother that you are not okay? Yes, I do. What does she say? My mother said that I have a symptom, a flu symptom. So, does she tell you to go to the hospital? Yes, she does. So, is this crowded when you see a doctor? Yes, it is. Do you have to wait for a long time? Yes, I do for a long time. Yes, I do. Yes, I do. What do you see at the doctors? There are quite a lot of people who catch a disease like me. So what about other people? What about other people? Other people come to re-examine. Okay. Do you feel scared when you see a doctor? No, I don't. Do you go with anyone else? I go alone. So, why doesn't your mother go with you? Con lớn à? Because I tell her I can go alone. Tôi lớn rồi, em grown girl, trưởng thành. Hoặc là em an adult, adult là người lớn đấy. I can do it alone. So what does the doctor say after he examined you? Re-examine, em tưởng re-examine là tái khám anh, rồi em mới đến khám lần đầu mà. Thì anh dùng từ examine cho anh có re đâu. Khám cho em. Examine là khám ạ? Re-examine là tái khám. Các cái re đấy có nghĩa là làm lại. Ví dụ như đọc là read, re-read là đọc lại, rewrite là viết lại, repair là sửa chữa lại.
The doctor said that I am infected by flu virus. How do you feel when the doctor said that? Chẳng thấy thế nào cả. I feel nothing. I feel nothing. Okay, I feel nothing. So, do you cheat flu at home or in the hospital? The doctor prescribed for me to take medicine at home. Okay. Do you feel afraid when you take medicine? Do you feel scared when you take medicine? No, I don't. Okay. What do you do when you cheat flu at home? What did you do when you... I take medicine. Rồi, uống thuốc, nghỉ ngơi, ăn uống, ăn nhiều hoa quả, uống nước ép gì đấy, thêm vào. I take medicine and sleep. And sleep more. Okay. When will you recover from sickness? I hope I will recover from sickness tomorrow. So, do you have to go to work tomorrow? Yes, I have. Yes, I do. I do. Okay. So, what will you do if you don't recover from sickness tomorrow? I will ask for leave. Ai kinh nhỉ? Ask for leave. Ask for leave là xin nghỉ phép. Ask for a day off, nó nghĩa là ngày nghỉ làm việc. A day xong rồi off ấy. Thì xin nghỉ vì lý do ốm cũng là vậy. Ask for leave được nghĩa mà chứ. Leave nghĩa là nghỉ phép. Thì đúng không? Nghỉ leave gọi là nghỉ phép không? Dạ, nghỉ ốm cũng là nghỉ phép mà. Ồ thế à? Ồ thế, ồ ok. Đúng là không đi làm khác. Đúng thì dân không đi làm, không biết gì. Đều là nghỉ phép anh ơi, nghỉ có lương hay không lương đều là nghỉ phép. Chết, không đi làm, không biết cái gì. Ok, rồi thế thôi, hết rồi, gì còn gì mà hỏi nhỉ? Nghỉ thôi. Thôi nghỉ đi, hôm nay nghỉ sớm đi nhá. Vâng, ok, bye em.